Tuyển Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 3 tại vòng chung kết U20 châu Á 2023. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa công bố 16 đội bóng chính thức giành quyền tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023 và kết quả phân chia nhóm hạt giống. Theo đó, đội tuyển U20 Việt Nam nằm tại nhóm hạt giống thứ 3. Tại vòng loại diễn ra vào tháng 9 vừa qua, đội tuyển U20 Việt Nam với 6 điểm và hiệu số cộng 7 đã giành vé vào vòng chung kết U20 châu Á 2023. Vòng chung kết U20 châu Á 2023 là cuộc cạnh tranh của 16 đội bóng được chia thành 4 nhóm hạt giống. Đội tuyển U20 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống thứ 3 cùng các đội tuyển Jordan, đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Iraq. Đây là giải đấu quan trọng, đóng vai trò là vòng loại cho vòng chung kết U20 World Cup 2023. Vòng chung kết U20 châu Á 2023 sẽ được diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 1 đến ngày 18 tháng 3 năm 2023.